Đấy nhá. Anh em nào hôm nọ mà hỏi Camry 208 nhá, thì bên em mới về là một em Camry 208 đây. Tên tư nhân biển Hà Nội, biển rất là đẹp luôn. 30F 36097. Đấy, sản xuất năm 2008, động cơ 2.4. Thì trước này là bản Việt Nam anh chị nhá. Đấy, bản Việt Nam. Thì nếu mà bản nhập Đài Loan thì sẽ là động cơ 2.0. Nhưng mà đi bản 2.4 thì nó khi mà muốn tăng tốc vượt thì nó rất là rõ ràng luôn. Đi rất là thích. Đấy, xin chào tất cả quý vị anh chị và các bạn đang theo dõi kênh mua bán ô tô cũ của em Duy Quang Ô Tô Chất. Và trong buổi chiều muộn ngày hôm nay thì em sẽ lên sóng nhanh một em Toyota Camry rất là đẹp, nồi đồng cối đá phá không hỏng luôn. Mà nó rất là bền bỉ, form dáng thì nó rất là trường tồn với thời gian. Một mẫu xe đẳng cấp doanh nhân một thời. Và chiếc xe này thì chỉ ưu tiên bán trên bác nào tầm khoảng 40 tuổi đổ lên nhá. Có đâu 20-30 tuổi thì không bán nhá. 20-30 tuổi đi già lắm, không lấy được vợ đâu. Đấy, dòng Camry thì đó là cái dòng xe mà ngồi lên thì bước ra xuống thì nó nhìn nó rất là chững chạc. Quên để bỏ ló, rất là chững chạc. Nhìn trông phong thái rất là chững chạc. Đấy, còn đâu là thanh niên thì chúng ta chơi những cái dòng xe khác, ví dụ như là trẻ trung hơn anh chị nhá. Ở chiếc Camry này thì nó được mệnh danh là một chiếc xe siêu bền rồi, nồi đồng cối đá cực kỳ là giữ giá đấy chị nhá. Và đồ đạc của nó thay thế rất là rẻ luôn. Thì chiếc Camry này nó rất là hay cái là em muốn rất là nhiều Camry hay đường Camry đời nào cũng vậy thôi, nhưng mà được đặc biệt là chiếc này nó được còn giữ nguyên được cái táp lô zin. Bởi vì cái táp lô nhựa này, cái dòng Camry thì nó rất là hay, rất hay bị dạn. Đấy, rất hay bị dạn nứt khi mà chúng ta để ngoài trời nắng. Đấy, đặc biệt là chiếc này thì em cảm thấy thích nhất là được cái táp lô nó còn zin nguyên bản anh chị nhá. Táp lô zin nguyên bản. Anh nhìn chưa? Không phải là hàng bọc da lại đâu nhá. Đấy thì nó là do cái ví dụ như là do chất liệu thôi, chứ không phải là do tai nạn đâm đụng mà nó bị dạn đâu nhá. Thì cái dòng Camry này, Altis này. Đấy, hoặc là những cái dòng xe Nissan Tenna này. Đấy, là nó hay rất hay bị dạn cái mặt táp lô này. Nhưng trước này thì được cái chắc chủ xe chuyên cất vào trong nhà, nên đâm ra là cái táp lô của nó vẫn là táp lô zin nguyên bản đấy chị nhá. Táp lô rất là đẹp. Đấy thì như em hay nói đùa ấy, cái như kiểu là bán cho bác, những bác là tầm 40 tuổi đổ lên ấy, thì bởi vì là cái dòng xe này thì toàn những người ta đứng tuổi người ta đi. Đấy, nó rất là nhẹ nhàng, điềm đạm, rất là bền. Đấy, mấy thứ hai là ngồi những cái dòng xe này ấy, thì là những cái bác mà trẻ tuổi ngồi trong xe thì nhìn nó hơi già. Đấy, nên là em bảo là chỉ bán cho những bác tầm 40 tuổi đổ lên thôi nhá. Đấy là nói đùa thôi, nhưng mà bác nào mua là em bán. Đấy, cứ giả hợp lý giá là em bán thôi. Một chiếc Camry rất là đẹp, sơn xi màu đen nguyên bản, xe không tai nạn đâm sâu hay ngập nước. Thì cả order 15 vạn và máy zin. Đấy, động cơ 2.4, tên tư nhân, biển Hà Nội anh chị nhá. Đấy, chắc là có bảo dưỡng ở Toyota Thanh Xuân Hà Nội này. Đấy, nên là có cái tem này. Đấy, form dáng rất là đẹp phải không ạ? Thì giá chiếc này thì đang được bên em chào bán với mức giá là 385 triệu. Đấy, thì bác nào quan tâm thì có thể cứ alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 hoặc 0965 425 494 để được em tư vấn chi tiết về em Camry nhé. Đấy, thì chiếc này động cơ 2.4, sản xuất năm 2008, order 15 vạn, máy gầm đại chất luôn, chắc lịch, xe đẹp thì đẹp xuất sắc rồi, xe đẹp xuất sắc nhá. Đấy, chủ xe thì cũng đã độ lên một đôi đèn gầm là đèn bi. Đấy, tổng của em nó là trên xe là 4 bi xi lông, đăng kiểm đến tháng 5 năm 2022, xe thì xi nhan bao rẽ tích hợp trên gương. Cái dòng này thì nó có cân bằng điện tử nguyên bản theo xe rồi. Đấy, phanh đĩa và phanh ABS đủ 4 bánh luôn, một dàn nốt Michelin rơi vào tầm khoảng 90%. Lội ngoại thất rất là đẹp, keo chỉ cái dòng này thì em không phải giới thiệu nhiều nhá. Nó là nguyên zin 100%. Nguyên zin 100%. Lội thất thì lội thất ghế da rất là đẹp. Da zin nguyên bản. Đấy. Ghế là ghế chỉnh điện nhá. Ghế chỉnh điện. Ghế chỉnh điện này. Sàn là sàn lỉ nguyên bản theo xe nhá. Đấy, sàn lỉ nguyên bản theo xe này. Số tự động này, tất cả tem mác, ốc ác trên xe này nguyên bản luôn. Gương chính, kỉnh điện, cụp xe đầy đủ. Đó. Đây là gì đây? Bảo dưỡng này. Phiếu gì đây? Đó. Đây là bảo dưỡng thay dầu, chả cần. Sản xuất năm 2008 này, các ốc ác này của nó này, nguyên bản luôn. Đấy. Rất là đẹp phải không ạ? Ngoại chi tiết. Phần nội thất của xe thì đây sẽ là phần nội thất của xe. Màn hình Android. Đấy, chìa khóa nguyên bản theo xe nhá.
Bật chìa khóa lên này. Tất cả các loại đèn này hiện ok nhá. OR 15 vạn này. Nhiệt độ ngoài trời đang là 18 độ C này. Đấy, vô lăng tích hợp chế độ rảnh tay trên vô lăng. Đấy, đóng mở cửa này, gương kính cụt xòe các kiểu này. Đó. 385 triệu. Đấy, camera hành trình đây anh chị nhá. Vào số lùi cho anh chị xem này. Camera lùi này, LED như Sony luôn. Đó. Xe thì kết hợp 4G này. Đó. Nói chung là đầy đủ. Dòng Camry thì nó thực tế các bác là nó một cái dòng xe rất là bền, không phải giới thiệu nhiều. Không phải giới thiệu nhiều anh chị ạ. Nên đâm ra là chỉ giới thiệu cái chất xe hiện tại còn lại thôi. Sau 3 năm sử dụng này, cái táp lô này nó còn không bị làm sao thì chắc chắn cái đồ nhựa này nó là quá đẹp rồi. Đó, đồ nhựa trong xe đây anh chị nhá. Táp lô, táp ly này. Đẹp cực kỳ luôn. Đó. Nó sẽ mở cốp lên nhá. Mâm là mâm phay nguyên bản theo xe, chưa một lần sơn lại mâm nhá, các bạn nhìn chưa? Đấy, mâm là mâm phay nguyên bản theo xe này. ABS 4 bánh, phanh đĩa 4 bánh, cân bằng điện tử theo xe. Đấy, cua lốp là cua lốp bằng lỉ chống ồn rất là hiệu quả. Táp lô, táp ly đây. Dòng xe này thì là gọi là dòng xe đẳng cấp doanh nhân một thời, không sử dụng dịch vụ taxi gì cả. Xe chỉ cho những gọi là xếp xiếc, xếp đi thôi. Đó. À. Đây. Vẫn còn nguyên một cái đầu CD nguyên bản theo xe. Đấy, thì chủ xe đã bỏ cái đầu ấy đi và lên một cái màn hình. Đấy, vẫn còn để ở đây rất là cẩn thận luôn này. Rất cẩn thận luôn nhá. Dưới này thì nếu mà tín đồ Camry thì có nhìn chưa? Như này nó quá là ổn phải không ạ? Rất là mượt mà luôn. Đấy, cốp xanh đét luôn. Nói chung là đồ nghề theo xe thì đầy đủ. Đây, đồ nghề nó nằm trong góc này. Đó, đồ kích lốp đầy đủ, cốp là cốp lỉ nhá. Cốp rất là rộng luôn. Cốp rất là rộng luôn đấy ạ. Keo chỉ cốp này. Đấy. Rất là ok phải không ạ? Đấy, giá chỉ có 385 triệu đồng thôi. Đấy, ghế da này. Đấy. Chỗ này hơi nhàu tí. Đó. À, bên này chắc là sếp ngồi bên này. Thì thường thường là sếp sẽ ngồi ở ghế đằng sau phụ. Đấy, đúng không ạ? Đấy, chỗ này nhăn rất nhiều, chỗ này đít ở ngoài rất là nhọn này. Đít nhọn thì mới nhô nhô được cái này, mới sần sần được cái này thôi. Đấy. Đấy, ghế trước lái còn rất là đẹp luôn. À, ghế trước phụ còn rất là đẹp luôn. Rất đẹp nhá. Đây, những cái lỗ này nó là cái lỗ thông hơi nguyên bản theo xe. Đấy, lỗ thông hơi nguyên bản theo xe nhá. Ghế nó là ghế da rồi, không có gì phải bàn cãi rồi. Cũng bên này cũng là chỉnh điện luôn. Đó. Đồ nghề cái này các bạn là sàn săn lỉ. Sàn lỉ nguyên bản. Một dàn lốp mít chenin rơi vào tầm khoảng hơn 90%, 90% đi. Đó. Ui. Đây là phần khoang máy động cơ của em nó nhé. Khoang máy động cơ của em nó thì như các bác thấy, em đang cho lổ máy. Em đang cho lổ máy. Và máy phải nói là lổ quá là êm luôn. Máy bao zin nhá. Đây. Nói chung là máy rất là sạch sẽ. Lổ phải nói là êm như chó thở luôn. Camry 385 triệu đồng. Một chiếc xe mà lồi đồng cối đá đi mãi không hỏng. Và thứ hai nữa là đây, ốc cabo này. Đấy, nguyên nhá. Đồ đạc thay rất là nhẹ nhàng. Đấy, đồ đạc của nó thay rất là ok luôn. Rất là rẻ. Kem Toyota này. Đấy. Máy lổ rất là êm anh chị nhá. Phải nói là cực êm luôn đấy ạ. Một chiếc xe order order bao nhiêu nhỉ? 15 vạn này. Mình ắc quy thay từ ngày 27 tháng 12 năm 2021, bảo hành 12 tháng. Đó. Đây. Đấy, rất là đẹp phải không ạ? Khung sườn rất là gọi là rất ok luôn. Đấy, trên này nó vẫn còn nguyên một cái thảm mà cái tấm nhựa che này. Đấy, trên này vẫn còn nguyên một tấm nhựa che này. Rất ổn phải không ạ? Với tầm tiền 385 triệu đồng cho một em Camry máy VVTi động cơ 2.4 sản xuất tại Việt Nam. Đấy. Máy lổ rất êm luôn anh chị nhá. Cực êm luôn đấy ạ. Đây. Rất là êm. Quá đẹp. Quá xuất sắc cho một em Camry 2008. Rồi. Đấy, bác nào quan tâm đến chiếc Camry này thì alo cho em Quang theo số điện thoại là 0358 286 286 MG Quang ô tô chất. Và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông.
ở phía bên tay phải màn hình anh chị nhá, để được cập nhật tin mẫu xe và bên Đông Quang về hàng ngày theo ngày tháng. Đó. Rồi bây giờ em sẽ đi trải nghiệm một vòng. Cam nổi rất lét luôn. Lét nẹt luôn đấy ạ. Nói chung là cái dòng Camry này thì nó cũng chả có gì để bàn cả, quan trọng là có thích hay không thôi. Là một cái dòng xe mà nó rất là bền. Nó rất là bền. Cái thứ hai là đi nó rất là chắc chắn. Động cơ 2.4 thì nó rất là khỏe. Nó rất là khỏe anh chị ạ. Vô lăng rất là chắc chắn luôn này. Rất là chắc chắn luôn nhé. Order 15.600 15 vạn này. Anh Tú ơi đóng cửa luôn nhá. Rồi. Tăng tốc nhá. Số lại rất mượt luôn. Chắc chắn động cơ 2.4 nên là phải nói là nó khỏe, nó quá khỏe luôn anh chị ạ. Nó cực khỏe luôn đấy. Đó. Khá ổn luôn. Rồi. Nhà em cách cửa hàng có 200 mét thôi. Quá ổn luôn, bật chế độ đèn auto đấy. Đấy. Sáng, thoải mái luôn. Rất là ok. Rồi ok các bạn nhé, anh chị nhé. Anh chị nào quan tâm thì alo cho em theo số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Em Duy Quang ô tô chất. Chiếc này thì đang được bên em chào bán với mức giá là 385 triệu anh chị nhá. Đấy, anh chị nào quan tâm thì alo cho em. Một chiếc xe biển Hà Nội rất là đẹp luôn. Về Hà Nội hoặc về thành phố Hồ Chí Minh là không mất 20 triệu tiền biển đâu anh chị nhá.